Tóm lại, khi tiêm dưới da, bệnh nhân sẽ bị cái cảm giác đó là đau và việc hấp thu thuốc á, thì nó diễn ra chậm. Rồi, để khắc phục cái nhược điểm của tiêm dưới da thì chúng ta có tiêm bắp. Tiêm bắp ở đây, tiêm bắp chúng ta tiêm thẳng xuống đến cái phần cơ ở dưới da. Thì tiêm bắp á, thì bệnh nhân sẽ ít bị đau, ít cái việc mà hấp thu thuốc chậm. Do là cái tuần hoàn máu ở trong cơ vân của chúng ta nó phát triển, cái diện tích trao đổi và lưu thông cái lượng máu á, ở trong cái phần bắp của chúng ta nó nhiều, và ở cái phần cơ, phần bắp của chúng ta nó ít cái sợi dây thần kinh cảm giác hơn so với dưới da, cho nên là cái việc tiêm bắp á, chúng ta sẽ ít đau hơn so với cái tiêm dưới da. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng cái đường tiêm bắp á, thì tuyệt đối chúng ta không tiêm vào bắp các cái chất mà nó gây hoại tử. Ví dụ giống như là chúng ta tiêm canxi clorid nè, noradrenaline nè, vân vân, là những cái chất mà nó có thể gây hoại tử, thì đặc biệt những chất này chúng ta không được tiêm bắp. Rồi, trường hợp đó chính là tiêm tĩnh mạch. Tiêm tĩnh mạch ha. Đối với tiêm tĩnh mạch thì sao? Tiêm tĩnh mạch á thì ưu điểm của nó đó chính là thuốc hấp thu rất là nhanh, thuốc hấp thu hoàn toàn luôn. Nó không có đi vào cái tuần, nó không có bị chuyển hóa qua gan, nó đi vào cái vòng tuần hoàn chung. Cho nên tiêm tĩnh mạch là cái dạng mà ưu điểm rất là cao, thuốc được hấp thu nhanh, hấp thu hoàn toàn, chúng ta có thể điều chỉnh liều được. Nhưng mà lưu ý đó là các cái loại thuốc mà tan trong dầu, thuốc mà nó làm kết tủa các thành phần của máu á, hoặc là làm tan hồng cầu, thì chúng ta không được tiêm tĩnh mạch ha các anh chị ha, chúng ta không được tiêm tĩnh mạch. Còn đối với cái dạng mà tiêm trong da thì thường là chúng ta hay sử dụng trong những cái trường hợp mà chúng ta tiêm các cái loại vaccine nè, hoặc là chúng ta sợ khi mà chúng ta tiêm thuốc á, chúng ta bị sốc phản vệ, chúng ta test á, chúng ta test thử cái độ sốc phản vệ, thì chúng ta hay sử dụng cái đường đó chính là tiêm trong da. Rồi, dạng thứ ba muốn giới thiệu cho các anh chị đó là cái dạng mà thuốc nó sẽ hấp thu qua da. Thì hiện nay trên thị trường á, nó có cũng rất là ít những cái loại thuốc có thể hấp thu được qua qua da. So sánh cái độ hấp thu của thuốc qua da các anh chị thì người ta thấy như vậy nè. Đối với da lành và da đang bị tổn thương á, thì da lành á, cái khả năng hấp thu thuốc qua da nó sẽ thấp hơn. Người ta chủ yếu người ta sử dụng cái dạng thuốc hấp thu qua da này để làm gì? Để có cái công dụng đó là sát khuẩn nè, chống nấm nè, giảm đau. Và cái đường dùng một là các anh chị sẽ sử dụng cái dạng mà bôi mát bôi ngoài da, hoặc là các cái dạng mà cao dán á các anh chị, các cái miếng dán á, để thuốc nó được hấp thu qua da. Khi mà cái vùng da đó nó đang bị tổn thương, nó bị viêm nhiễm, nó bị bỏng á, lúc đó cái cấu tạo trên cái vùng da đó nó bị thay đổi, thì có thể lúc này á, thuốc nó lại được hấp thu nhanh hơn so với cái vùng da lành. Nhưng mà cái dạng thuốc hấp thu qua da này á, thì chúng ta phải lưu ý là có một số những cái chất độc á, mà nó dễ tan trong cái lipid. Bản thân da của chúng ta dưới cái lớp da là lớp mỡ đó các anh chị, là lớp lipid á. Thì nếu mà cái chất đó bản thân nó mà nó tan trong lipid á, thì nó dễ thấm qua da. Và đối với những cái trường hợp mà thấm qua da này, nó có thể gây ra tình trạng đó là gây độc toàn thân. Ví dụ giống như là các cái loại mà thuốc trừ sâu á các anh chị, các cái chất độc công nghiệp á, thì nó rất là dễ gây độc qua da. Rồi, hiện nay trên thị trường thì các anh chị thấy có một số những cái loại thuốc mà cao dán á, thuốc giải phóng, phóng kích hoạt tính chậm á, thì người ta hay sử dụng với cái dạng điều chế đó là để nó hấp thu qua da, để duy trì cái lượng thuốc nó được ổn định. Nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng cái dạng mà thuốc hấp thu qua da thì chúng ta phải lưu ý trên cái đối tượng đó là trẻ em. Bởi vì trẻ em á, thì cái vùng da của nó rất là mỏng và tính thấm qua da của nó rất là mạnh, cũng như là da của bé thì nó rất là dễ kích ứng. Do đó là khi mà dùng thuốc cho đối tượng là trẻ em thì chúng ta phải cực kỳ cẩn trọng, cũng như là chúng ta bôi thuốc trên cái diện tích trên da thì nó ít thôi, chúng ta không bôi ở cái diện tích mà nó lớn, nó nhiều ha.
Dạng thứ tư đó chính là thuốc hấp thu qua đường đường hô hấp. Đường hô hấp ở đây là chủ yếu là qua phổi á các anh chị. Thì các cái loại chất khí, các cái loại thuốc bay hơi á thì nó có thể được hấp thu qua các cái biểu mô ở phế nang nè, niêm mạc ở đường hô hấp. Mà hô hấp của chúng ta cái diện tích nó rất là rộng đây. Nè, các anh chị thấy là diện tích nó rất là rộng cho nên cái việc hấp thu thuốc á thì nó rất là nhanh. Và đây là cái dạng hấp thu chính và thải trừ chính của các cái dạng thuốc mê, các cái dạng thuốc bay hơi, hoặc là đối với những cái dạng mà thuốc dạng rắn á, thì chúng ta hay dùng ở cái dạng khí dung, dạng phun xương để điều trị tại chỗ ở các cái trường hợp mà bị hen suyễn. Ví dụ như là chúng ta thấy là có cái Pulmicort hay là Ventolin đó các anh chị, thì chúng ta hay sử dụng ở cái dạng khí dung để điều trị là hen suyễn hen phế quản. Rồi, như vậy là chúng ta đã đi xong cái chữ đầu tiên, đó là chữ A, hấp thu ha các anh chị ha. Hấp thu có con nhiều con đường để hấp thu với những ưu nhược điểm khác nhau như là uống, tiêm, dán, đặt, vân vân. Rồi, con đường thứ hai đó chính là phân bố thuốc. Thì đối với phân bố thuốc á thì thuốc nó sẽ được hấp thu vào máu và nó tồn tại ở hai dạng, đó là dạng tự do và dạng liên kết. Thì đây ha các anh chị ha, một là cái dạng tự do, thuốc nó đứng một mình, hoặc là nó sẽ liên kết. Thì cái dạng á mà thuốc á nó liên kết với lại protein thì nó sẽ liên kết thuốc với lại cái việc mà nó liên kết với lại protein á thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái sự phân bố thuốc trong các cái tổ chức. Và thông thường các cái protein để liên kết với thuốc á thì chúng ta có albumin và globulin. Cái dạng mà thuốc liên kết với lại protein á là cái dạng mà không có tác dụng. Còn cái dạng mà thuốc đứng một mình không liên kết với ai hết á thì cái dạng đó mới là cái dạng mà có tác dụng. Các anh chị nhớ nha. Uống viên thuốc vô người, viên thuốc nó sẽ có hai dạng, một là nó đứng một mình nó tự do thì nó có tác dụng điều trị, nhưng nó liên kết thêm với một cái protein khác thì lúc này nó không có cái tác dụng điều trị. Nhưng mà cái dạng mà thuốc gắn với lại cái protein đó các anh chị thì người ta coi nó như là một cái kho để người ta dự trữ thuốc. Để như thế nào? Lúc nào cái dạng liên kết và cái dạng tự do nó cũng ở cái thế cân bằng với nhau. Khi mà thuốc ở cái dạng tự do nó giảm xuống, thuốc nó bắt đầu giảm cái tác dụng thì cái dạng liên kết nó bắt đầu nó nhả ra, nó phóng thích cái dạng thuốc tự do từ từ. Đó, cho nên người ta coi cái dạng liên kết này là một cái kho để người ta dự trữ thuốc. Rồi. Tiếp theo. Thuốc phân bố đến các tổ chức. Thì tại sao có những cái tổ chức á thì thuốc nó đến nó rất là nhiều, nhưng có những cái tổ chức á thì thuốc nó đến rất là ít. Vậy thì chúng ta phải xem cấu trúc đặc tính của thuốc của chúng ta như thế nào, bản chất của tổ chức cấu tạo cái cơ quan sinh lý đó như thế nào để chúng ta biết được là thuốc nó sẽ đến ít hay là đến đến nhiều. Rồi. Đây là cái bảng mà cô sẽ tóm tắt lại tất cả các cái trường hợp cho các anh chị. Cô đi vào cái nhánh đầu tiên, đó chính là cái cấu trúc hóa học và lý tính của thuốc trước ha các anh chị ha. Rồi, cái nhánh đầu tiên này nè các anh chị, cấu trúc hóa học và lý tính của thuốc, cô đi nhánh này trước. Thì cái cấu trúc của thuốc á thì các anh chị lưu ý cho cô cái hệ số phân bố dầu trong nước. Thì những cái thuốc nào mà nó phân bố nhiều ở trong nước á thì nó sẽ yêu cầu đó là cái mô cái tổ chức đó nó có chứa nhiều những cái dịch ngoại bào, nó chứa nhiều nước để nó dễ tan vào. Cho nên là khi mà các anh chị đang sử dụng những cái thuốc đó, ví dụ như là digoxin nè, các cái kháng sinh nhóm aminoxit, ví dụ như là gentamicin nè, amikacin, vân vân. Những thuốc này nó phân bố nhiều ở trong nước á. Do đó là nếu như mà đang sử dụng những cái thuốc mà nó phân bố nhiều trong nước mà các anh chị lại sử dụng song song cùng lúc với đó là các cái nhóm thuốc lợi tiểu. Lợi tiểu là làm sao? Nó đào thải nước trong cơ thể đi đi ra bên ngoài nhiều. Mà khi mà đào thải nước đi ra nhiều thì sao các anh chị, nó sẽ làm mất đi cái dịch ngoại bào.
nó làm mất đi cái lượng nước, thì lúc này thuốc của chúng ta cái nồng độ nó sẽ cao, nó sẽ tăng lên. Mà nồng độ cao, các anh chị đừng có nghĩ là nồng độ thuốc cao thì cái hiệu quả điều trị cao. Song song với cái hiệu quả điều trị đó chính là cái độc tính của thuốc đó nó cũng sẽ tăng lên ha. Rồi, ngoài ra ái lực của các tổ chức đi, cô ví dụ như ái lực của thuốc với các cái protein thì các anh chị sẽ thấy là sau khi mà thuốc nó đi vào máu á các anh chị, thì nó sẽ được chuyển tới các cái tổ chức và nó sẽ nhắm đến một số những cái tổ chức nhất định nơi mà nó có ái lực cao để nó gắn vào. Ví dụ giống như cô nói là cái tetracycline, cái kháng sinh nhóm silin, tetracycline á, thì nó gắn rất là mạnh ở xương và răng. Tại sao? Tại vì nó sẽ có ái lực rất là cao đối với những cái ion kim loại hóa trị hai, mà ở xương, ở răng của các anh chị á thì nó có chứa canxi nhiều. Vì vậy, cái khi mà các anh chị uống cái kháng sinh nhóm silin vào á, đặc biệt là tetra vào á, thì nó sẽ nhắm đến những cái nơi á mà nó có canxi trong cơ thể của mình, là nó di chuyển đến đó nhiều, nó gắn vào nhiều ha. Thì đó là ái lực. Rồi, cô đi tới nhánh thứ hai là bản chất của các cái tổ chức. Lúc nãy là chúng ta muốn xem thuốc phân bố đến đâu thì chúng ta coi hai cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất á là cái cấu trúc thuốc của chúng ta như thế nào để chúng ta biết là nó sẽ đi đến đâu nhiều. Và cái đặc điểm thứ hai đó là cái nơi mà nó đến á, thì cái đặc điểm của nơi đến như thế nào. Thì lưu ý cho các anh chị hai cái vị trí, đó chính là não, não tủy á. Vị trí thứ hai đó chính là nhau thai. Thì đối với cái phần não và dịch não tủy của chúng ta thì nó sẽ được bảo vệ bởi cái lớp hàng rào máu não hoặc là hàng rào máu và dịch não tủy. Các cái tế bào trong cái phần não và dịch não tủy á, nó xếp rất là khít nhau, nó không cho những cái chất khác đi qua. Nhưng chúng ta lưu ý một điều rằng cái não, não tủy của chúng ta, bản thân của nó, cấu tạo của nó là sao các anh chị? Nó là những cái chất béo, những cái chất mà béo. Do đó nếu những cái chất mà nó muốn thấm qua cái não, cái dịch não tủy này, mà nó có bản thân cái cấu tạo của nó là cái chất thân dầu, thì nó sẽ dễ đi qua được cái hàng rào này, nó đi vào não và nó đi vào cái dịch não tủy. Đặc biệt khi mà cái tổ chức thần kinh nó bị viêm, khi mà tổ chức thần kinh nó bị viêm thì cái hàng rào bảo vệ não, dịch não tủy này thì nó sẽ bị tổn thương, và nó bị tổn thương như vậy thì nó sẽ bị lỏng lẻo. Do đó một số những cái chất hoặc là thuốc của chúng ta nó có thể dễ dàng nó đi xuyên qua, nó xâm nhập vào não dễ hơn. Và đặc biệt là ở trẻ em á, cái hàm lượng myelin ở tổ chức thần kinh á, myelin là cái lớp bao bao bọc ở bên ngoài cái sợi dây tổ chức của hệ thống thần kinh nó còn thấp. Vì vậy khi mà dùng thuốc ở trên cái đối tượng trẻ em á, thì nó sẽ dễ xâm nhập vào cái hàng rào não và não tủy. Rồi, bộ phận thứ hai đó chính là nhau thai. Thì cái bào thai nó được cung cấp dinh dưỡng qua đâu ạ? À? Nó sẽ được cung cấp dinh dưỡng qua cái nhau thai, và nó sẽ bảo vệ được thuốc cũng như là các cái chất dinh dưỡng nó sẽ từ máu mẹ qua thai nhi thông qua cái hàng rào nhau thai. Vậy thì khi á chúng ta thấy là cái hàng rào nhau thai này á các anh chị, nó rất là mỏng và lưu lượng máu ở cái hàng rào nhau thai này nó rất là cao, cho nên là nó dễ vận chuyển qua cũng như nó vận chuyển qua được rất là nhiều. Vì vậy trong cái thời kỳ mang thai á, đặc biệt là sử dụng thuốc cho đối tượng là phụ nữ mang thai thì phải đặc biệt thật sự là rất là cẩn trọng, bởi vì nó sẽ dễ gây độc cho thai nhi ha. Chúng ta nhớ cho cô là nhau thai á, hàng rào nhau thai thì nó rất là mỏng, lưu lượng máu của nó rất là lớn, diện tích của nó cũng rất là lớn, cho nên cái việc phân bố dẫn thuốc qua nhau thai á thì nó rất là cao. Vì vậy phải ưu tiên là
hạn chế sử dụng thuốc cũng như thật sự là cẩn trọng sử dụng thuốc trên đối tượng là phụ nữ đang mang thai. Rồi, ngoài ra một số những cái yếu tố khác nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái việc phân bố thuốc đến các tổ chức, ví dụ như là tuổi đi. Tuổi thì các anh chị thấy là không phải là cứ sử dụng thuốc á thì chúng ta sử dụng đều như nhau. Ví dụ giống như là cái viên para đi, thì các anh chị sẽ thấy là thông thường trên thị trường á chúng ta có là paracetamol hàm lượng là 500 mg. Thì đối với người lớn á thì chúng ta hay nói là mỗi lần á là sử dụng một viên, tối đa á là không sử dụng quá 4 g trên một ngày, bởi vì nó sẽ gây ra cái tình trạng tác dụng phụ đó là suy gan. Nhưng khi mà sử dụng cái para này ở cái đối tượng trẻ em thì chúng ta lưu ý là chúng ta không sử dụng tính theo cái liều lượng đó là gam, chúng ta không tính dựa trên là viên nữa, mà ở trẻ em á thì cái thể tích cái dịch tuần hoàn ở trên từng kg cân nặng á nó sẽ cao hơn so với người lớn. Vì vậy đối với việc tính liều ở trẻ em á thì chúng ta phải tính đó là dựa trên kg thể trọng để chúng ta tính ra được cái liều sử dụng, chứ chúng ta không có cho bệnh nhân sử dụng là một viên hay là hai viên trong ngày ha. Rồi, đối với người già hoặc là người già thì chúng ta phải cân nhắc lại. Đối với người già nè, người mà béo á, cái cân nặng họ cao á thì chúng ta phải cân cân nhắc và tính toán lại cái liều sử dụng của thuốc. Rồi, hoặc là đối với một số người bệnh á, họ đang có cái bệnh lý suy gan, suy thận thì cái nồng độ protein huyết tương trong cơ thể thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tỷ lệ dùng thuốc, đặc biệt là thuốc ở cái dạng tự do hay là thuốc ở cái dạng kết hợp. Do đó là đối với những cái đối tượng suy gan, suy thận thì chúng ta cũng phải là cân nhắc lại cái liều sử dụng thuốc cho hợp lý ha các anh chị. Rồi, mục thứ ba đó chính là chuyển hóa thuốc. Nãy chúng ta đi là hấp thu là chữ A rồi nè, phân bố là chữ D rồi nè, giờ tới chuyển hóa là chữ M ha, chữ M. Giai đoạn thứ ba đó là chuyển hóa thuốc. Thì chuyển hóa thuốc là cái quá trình mà nó sẽ biến đổi thuốc trong cơ thể dưới ảnh hưởng của các enzyme để tạo ra thành những cái chất khác mà nó có thể là cùng tác dụng hoặc khác tác dụng đối với lại cái chất chuyển hóa. Một số thuốc á các anh chị thì chuyển hóa trong cơ thể thì nó xảy ra ở các cái tổ chức khác nhau như là thận, phổi, lách máu, nhưng mà thông thường cái quá trình chuyển hóa thuốc trong cơ thể nó sẽ xảy ra chính là ở gan. Bản chất của chuyển hóa là nó sẽ biến đổi thuốc trong cơ thể từ cái dạng phân cực yếu thành cái dạng phân cực mạnh. Và khi mà nó phân cực mạnh, phân cực có nghĩa là nó tan trong nước đó các anh chị. Phân cực càng mạnh thì nó sẽ dễ dàng đào thải qua cái đường nước tiểu đi đi ra bên ngoài. Và lúc nãy cô có nói gan chính là cái cơ quan chính trong cơ thể của chúng ta có cái chức năng đó chính là chuyển hóa thuốc. Thì chuyển hóa thuốc ở gan á, mục đích là nó để làm giảm hoặc là mất cái độc tính của thuốc. Nhưng sau cái quá trình chuyển hóa nó cũng có thể nó sẽ làm giảm đi hoặc mất luôn cái tác dụng và để làm cho thuốc của chúng ta dễ dễ thải trừ ra bên ngoài. Chuyển hóa thuốc qua gan á các anh chị thì nó bao gồm có hai pha. Đối với pha thứ nhất á thì cái hệ men chịu trách nhiệm chuyển hóa thuốc là citoplasm B450 đây. Citoplasm B450. Thì các cái phản ứng ở cái pha 1 chuyển hóa tại gan, chúng ta có phản ứng oxy hóa khử nè, phản ứng thủy phân. Thì đa số các trường hợp á chất tạo thành nó sẽ mất hoặc là giảm hoạt tính. Khi một số thuốc khác á thì sau khi chuyển hóa nó vẫn giữ được cái tác dụng dược lý giống như chất ban đầu, nhưng mà mức độ thay đổi á thì nó cũng có cái sự thay đổi ít nhiều, cũng có thể là giảm đi hoặc là tăng lên. Sang pha thứ hai chúng ta gọi là pha liên hợp ha. Tại gan có hai pha. Pha thứ nhất là pha chuyển hóa,
Pha thứ hai là pha liên hợp. Thì pha thứ hai á, cái hệ thống enzyme nó sẽ chịu trách nhiệm chuyển hóa. À, đây là hệ thống enzyme liên hợp. Ví dụ như chúng ta có axit glucuronic nè, axit sulfuric, acetic, vân vân, glutathione vân vân. Và các cái sản phẩm sau khi đi qua pha thứ hai, pha liên hợp á, thì nó sẽ trở nên là phân cực dễ tan. Và vì nó phân cực nó dễ tan thì nó sẽ dễ đào thải qua qua nước tiểu hoặc là qua phân để đi ra ngoài cơ thể ha các anh chị. Rồi, giai đoạn trong cái sự chuyển hóa này nè các anh chị, thì chúng ta lưu ý cho cô hai cái hiện tượng chúng ta gọi là cảm ứng enzyme và ức chế enzyme. Thì hầu hết sự chuyển hóa thuốc trong cơ thể của chúng ta, đặc biệt là ở gan á, sẽ có sự tham gia của các cái loại enzyme khác nhau. Và mà cảm ứng enzyme ở đây á là cái hiện tượng tăng cường mức độ enzyme chuyển hóa thuốc dưới ảnh hưởng của một cái chất nào đó. Mà cái chất này á nó gây tăng cường lên cái mức độ của enzyme chuyển hóa thuốc và chúng ta gọi cái chất đó là chất gây cảm ứng enzyme ha. Nhớ giúp cô nha, cảm ứng enzyme là tăng cường cái sự hoạt động của enzyme làm giảm thuốc của chúng ta dưới thuốc của chúng ta đây nè các anh chị, dưới tác động của cái hệ thống enzyme tạo thành một cái chất chuyển hóa. Chất chuyển hóa này nó có thể làm giảm mất tác dụng, tăng tác dụng hoặc là tăng độc tính để nó nhanh đào thải nhanh mạnh ra bên ngoài. Ngược lại với lại cảm ứng thì chúng ta có chất ức chế enzyme. Thì chất ức chế enzyme nó sẽ làm giảm cái quá trình chuyển hóa thuốc. Thuốc của chúng ta nếu không được chuyển hóa, không bị biến đổi gì hết thì nó sẽ tăng tác dụng, và đi kèm với cái việc tăng tác dụng đó chính là nó cũng sẽ tăng lên cái độc tính của thuốc. Ức chế enzyme chủ yếu là do cái quá trình giảm tổng hợp enzyme ở gan, do tăng phân hủy enzyme hoặc là do tranh chấp cái vị trí liên kết của enzyme và cuối cùng dẫn đến cái kết quả là làm mất đi cái hoạt tính của enzyme. Enzyme không còn tác dụng nữa, không ảnh hưởng lên được thuốc nữa, làm cho thuốc đào thải ra khỏi cơ thể chậm, tăng cường cái thời gian thuốc nằm trong cơ thể, tăng tác dụng của thuốc cũng như đó là tăng cái độc tính của thuốc lên ha, đó chính là ức chế enzyme. Rồi, bên dưới thì cô có liệt kê cho các anh chị hai cái bảng. Bảng bao gồm các cái chất mà gây cảm ứng enzyme thì nó sẽ làm tăng cường các cái chất được gây chuyển hóa, và bảng thứ hai là các cái chất gây ức chế enzyme, thì các anh chị có thể xem và tham khảo hai cái bảng này cho cô nha. Cuối cùng cái giai đoạn cuối cùng của chúng ta đó chính là chữ E, là thải trừ thuốc. Thuốc sau khi mà được hấp thu đi vào cơ thể xong rồi nè các anh chị, phân bố đến các cái tổ chức mong muốn nè, chuyển hóa qua cái quá trình chuyển hóa thuốc để cho có cái tác dụng, thì cuối cùng là nó phải thải trừ cái lượng thuốc đó đi ra khỏi cơ thể ha, thải trừ đi ra khỏi cơ thể. Thì các anh chị sẽ thấy là thải trừ á nó sẽ có qua nhiều con đường, ví dụ như qua thận nè, qua cái đường tiêu hóa nè, qua đường hô hấp và một số những cái đường khác. Thì thải trừ qua thận, cái con đường đầu tiên qua thận là qua nước tiểu á các anh chị, thì thải trừ thuốc qua thận là đường thải trừ quan trọng nhất, chiếm khoảng có khoảng 90% thuốc của chúng ta là nó đang thải trừ qua qua thận. Muốn thải trừ qua thận thì nó phải nằm ở cái dạng tan, dạng phân cực các anh chị, phân cực thì nó mới thải trừ qua đường nước tiểu được, qua thận được. Còn đối với những cái chất mà không tan hoặc là tan nhưng mà không có cái khả năng hấp thu qua đường uống thì nó sẽ thải trừ qua đường tiêu hóa. Con đường thứ hai là con đường tiêu hóa. Con đường tiêu hóa thì chúng ta có thể là thấy là nó thải trừ qua mật nè, qua dịch dạ dày nè, qua qua nước bọt. Con đường thứ ba để thuốc thải trừ đó là đường hô hấp. Thì muốn thải trừ qua đường hô hấp á, thì bản thân các cái chất đó phải là chất khí nè, các cái chất lỏng bay hơi ví dụ như là ete nè, ancol nè, tinh dầu, rượu đó các anh chị, thì nó mới thải trừ qua con đường hô hấp được. Và cuối cùng là có thể nó thải trừ qua một số những con đường như là thông qua sữa mẹ nè, thông qua nước mắt nè, thông qua mồ hôi, vân vân.
Rồi, cô nói rõ hơn ha về cái con đường đầu tiên là thải trừ qua thận. Thì thải trừ qua thận lúc nãy cô có nói á, là con đường thải trừ quan trọng nhất, và 90% thuốc của chúng ta là sẽ được thải trừ thông qua thận. Thông thường những cái phần không liên kết với protein huyết tương á thì nó tan trong nước và nó sẽ được thải trừ qua thận. Cái việc mà thải trừ thuốc qua thận á thì nó sẽ có nhiều yếu tố để ảnh hưởng tới cái việc này. Ví dụ giống như là cái cấu trúc hóa học nè, tính chất lý hóa, pH của nước tiểu, chức năng của cầu thận vân vân, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà thải trừ thuốc qua qua thận. Thì nếu thuốc của chúng ta nếu muốn thải trừ qua thận á thì cái pH nước tiểu nó có vai trò rất quan trọng. Nếu thuốc của chúng ta bản chất của nó là các cái ba giờ yếu á, thì muốn thải trừ tốt qua thận á thì cái pH nước tiểu phải là pH axit. Và ngược lại, đối với những thuốc mà có bản chất axit á thì nó sẽ thải trừ tốt khi mà pH nước tiểu là pH kiềm. Hai các anh chị ha. Đối với con đường thứ hai đó là thải trừ qua mật á, thì bản thân các cái chất mà nó có bản chất là 3 giờ này, các cái thành phần hữu cơ trung tính có các cái nhóm phân cực á thì nó sẽ được thải trừ qua các cái đường mật, và đặc biệt là các cái sulfamid nè, các cái kháng sinh như là chloramphenicol á thì nó cũng sẽ được thải trừ qua mật. Và khi thải trừ qua mật như vậy á, thì nó cũng khi mà được thải trừ như vậy mà nó ở cái nồng độ thuốc nó vẫn còn cao nha các anh chị, thì nó sẽ có tác dụng là kiềm hoãn hoặc là diệt khuẩn. Rồi, ngoài mật nè thì con đường tiêu hóa chúng ta có dịch dạ dày. Dịch dạ dày ha, thì một số thuốc từ máu nó có thể đi qua niêm mạc dạ dày trở về dạ dày, và chúng ta lợi dụng cái con đường mà bài tiết đi qua cái dịch dạ dày này á để ứng dụng khi mà ngộ độc các cái loại ăn caloric á, thì thông thường là người ta hay sử dụng là tiến hành rửa dạ dày á các anh chị. Ăn caloric là bản chất là một số những cái 3 giờ đó các anh chị, 3 giờ yếu rồi thì chúng ta có thể sử dụng mà tiến hành là rửa dạ dày để loại bỏ đi, thải trừ ra khỏi cơ thể. Cuối cùng là bài tiết qua nước bọt, thì một số những cái loại thuốc hoặc là một số những cái chất á chúng ta cũng có thể sử dụng thông qua cái con đường nước bọt để chúng ta bài tiết nó ra. Thì cái quá trình bài tiết á nó vẫn có thể gây ra một số những cái tác dụng nhất định. Cô ví dụ giống như là cái spiramycin đi, cái kháng sinh spiramycin đi. Thì khi mà cái kháng sinh spiramycin này á nó bài tiết qua đường nước bọt á thì nó lại mang thêm một cái công dụng, đó là có tác dụng chống kiềm khuẩn ở ở trong khoang miệng của chúng ta ha. Rồi, con đường cuối cùng trong cái việc thải trừ này, đường hô hấp đi. Đường hô hấp thì lúc nãy có nói như sao, muốn thải trừ qua cái con đường hô hấp á thì bản thân cái chất mà thải trừ nó phải nằm ở cái dạng là khí, những cái chất bay hơi thì nó mới thải trừ qua được cái đường hô hấp này. Thì cuối cùng là một số những cái đường khác như là đường sữa mẹ nè, tuyến mồ hôi nè, tuyến nước mắt rồi đó, thì cũng có thể là thải trừ thuốc ha. Rồi, như vậy là cô đã hướng dẫn xong cho các anh chị về bốn quá trình trong cái quá trình dược động học của thuốc, đó là ADME. Rồi, tổng kết lại cái bài học hôm nay thì chúng ta cần học và cần nắm được những gì ha. Rồi, các anh chị coi lại cái mục tiêu chung cho cô về cái bài học ngày hôm nay để các anh chị có thể nắm rõ được bài. Rồi, về nội dung, cô có hai cái phần lớn cho các anh chị. Thứ nhất là vận chuyển thuốc qua màng sinh học, thứ hai là quá trình dược động học. Đối với mục tiêu thứ nhất, vận chuyển thuốc qua màng sinh học, các anh chị về các anh chị coi lại cho cô cấu trúc cái màng sinh học của chúng ta. Màng sinh học của chúng ta các anh chị nó có 3 lớp á, thì cái lớp ngoài á thì để vận chuyển sao, vận chuyển các cái chất mà tan có kích thước nhỏ tan trong nước đi qua, và lớp giữa á là cấu tạo bởi cái lớp phospholipid. Vì vậy thì nó sẽ cho những cái chất mà thân dầu đi qua ha. Từ cái cấu trúc của cái màng sinh học này để chúng ta nắm được cái cơ chế vận chuyển thuốc qua màng, chúng ta có ba cơ chế chính, đó là khuếch tán, vận chuyển và lọc.
Rồi, mục tiêu thứ hai mà chúng ta cần nắm trong bài đó là dược động học. Dược lý chúng ta chia ra hai phần chính, đó là dược động học và dược lực học. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về dược động học và tối ngày mai chúng ta sẽ tìm hiểu về dược lực học. Dược động học, các anh chị bắt vô chữ động cho cô. Động có nghĩa là động đậy. Động đậy có nghĩa là cơ thể mình tác động lên thuốc như thế nào. Và dược động học nó sẽ trải qua bốn quá trình, đó là hấp thu, phân bố, chuyển hóa và thải trừ, tương ứng với bốn chữ đó là A, D, M, E. Rồi các anh chị coi cho cô hấp thu thuốc, chúng ta có những con đường hấp thu nào? Chúng ta có uống nè, chúng ta có tiêm nè, chúng ta có bôi nè, đúng không ạ? Rồi, tương ứng với mỗi một con đường hấp thu thuốc đó thì ưu và nhược điểm của nó là như thế nào? Quá trình thứ hai đó là phân bố thuốc. Phân bố thuốc thì thuốc nó phải đến được các cái cơ quan tổ chức trong cơ thể. Như vậy những yếu tố nào ảnh hưởng đến cái sự phân bố thuốc của chúng ta? Các anh chị coi cho cô cái cấu trúc thuốc của chúng ta như thế nào thì cái việc phân bố nó sẽ cao. Và cái cấu trúc tổ chức ở cái cơ quan đó nó như thế nào thì thuốc nó sẽ đến được nhiều ha. Về mục thứ ba đó là chuyển hóa thuốc. Thì chuyển hóa thuốc, vai trò của chuyển hóa là gì? Để cho thuốc của chúng ta nó có tác dụng và nó làm giảm đi cái độc tính của thuốc. Thì ở đây các anh chị lưu ý cho cô, trong cái quá trình chuyển hóa thuốc thì hầu như các cái thuốc của chúng ta nó sẽ được chuyển hóa tại gan. Gan thì nó có hai pha đó các anh chị, về coi lại cho cô ha. Mục tiêu thứ tư cuối cùng là đào thải thuốc, thải trừ thuốc. Thì thuốc sau khi chuyển qua ba quá trình này thì cuối cùng thì nó cũng phải cho ra cái tác dụng dược lý xong thì phải đào thải ra khỏi cơ thể. Thì chúng ta xem lại cho cô có bao nhiêu các cái con đường để thải trừ được thuốc, con đường nào thì chiếm đa số và ưu và nhược điểm của những con đường đó là gì ha. Thì đó là tất cả nội dung của cái bài học hôm nay cô hướng dẫn cho các anh chị. Rồi, cô không biết là lớp của mình có câu hỏi nào dành cho cô không, hay là có thắc mắc gì về nội dung của buổi học ngày hôm nay không các anh chị? Rồi, còn nghe cô nói không vậy hay là thoát hết rồi đây? Rồi. Rồi, không có câu hỏi nào nữa ha. Rồi, lớp của các anh